Tập 4. Thái Long à, dắt lên đây. Ta đã nói rồi mà, hắn còn nặng hơn heo nữa đó. Vua lợn à, thấy chưa, ngươi còn nặng hơn heo nữa. Đầu to mặt mập, ngươi có phải là heo không? Bệ hạ, đó là thúc thúc ruột của người đó, người không thể làm như vậy đâu. Bệ hạ, khi phụ thân người băng hà đã dặn dò bảo chúng thần phò tá người thật tốt, nhưng sao người có thể tin lời bọn gian thần mà ô nhục thúc thúc của mình chứ? Người đây là đại nghịch bất đạo. Bệ hạ, bệ hạ tha cho chúng thần đi, xin người đó bệ hạ. Nào, mang đồ chơi thú vị hơn ra đây. Công chúa, mời. Mau ăn đi lợn, mau ăn đi. Công chúa, thần bẩm báo với hoàng thượng, không ăn thì giết người đó. Bệ hạ bảo ngươi ăn kìa, mau ăn đi. Ăn đi nào. Ăn đi. Ăn đi. Bệ hạ. Bệ hạ, tránh ra. Bệ hạ, công chúa đến rồi. A tỷ à, A tỷ, A tỷ à, A tỷ, sao lâu thế này mà tỷ mới đến thăm ta? Có phải tỷ ghét đệ hay không hả? Sao có thể chứ? Ta rơi xuống nước rồi lại bị thương, tịnh dưỡng dài hơn, mấy hôm nay mới khỏe hẳn ra đó. Sao lại như vậy? Ta đi giết bọn thái y, rõ ràng chúng nói tỷ đã khỏe rồi. Không không, không thể trách họ được, là do bản thân ta quá suy nhược, cần tịnh dưỡng thêm dài hơn mới được. A tỷ à, mặt tỷ xanh xao quá, tỷ nhất định phải ăn nhiều đồ bổ mới được. Một lát ta bảo Quan Nguyệt Nhi lấy đồ bổ tốt cho tỷ nha. Đa tạ bệ hạ. Nhưng mà đệ đang làm cái gì vậy? A tỷ à, cho tỷ xem cái này vui lắm đó. Nào vua lợn à, ăn cho A tỷ xem đi. Ăn đi nào. Không ăn đúng không? Hôm nay ta sẽ để cho mọi người ăn thịt của ngươi. Ăn không hả? Pháp sư, đừng mà. A tỷ à, tỷ cũng phản lại ta sao? Pháp sư, tất nhiên A tỷ không phản đối đệ, chỉ là heo không nên chết vào hôm nay. Tại sao? Đợi đến sinh thần của pháp sư rồi mới giết con lợn này, lấy phè phổi mừng thọ cho pháp sư, có được không? Được đó. A tỷ nói đúng, con heo này giờ không nghe lời, nên nuôi thêm ít hơn. Người đâu, lôi xuống đi. Phạt 30 trượng. Nuôi mập rồi ta mới ăn. Không nghe thấy chậm nói cái gì sao? A tỷ, nào, mau dọn đi, đừng làm mất hứng. A tỷ à, A tỷ à, sau này tỷ nhất định phải thường xuyên đến thăm đệ. Khi tỷ vắng mặt, ta luôn rất là nóng giận, muốn giết người đó. A tỷ, A tỷ à, sao hôm nay hương thơm trên người của tỷ không giống lúc trước vậy? Hôm nay ra ngoài vừa hay tắm một lần, dùng hương liệu mới, vì vậy mới không giống nhau. Trên người A tỷ lúc nào cũng thơm ngát. Mỗi lần tâm trạng ta không có tốt, ta chỉ cần nhìn thấy A tỷ, ta liền thấy tốt hơn. Là vậy sao? A tỷ à, ta đau đầu quá, tỷ giúp ta xoa bớt một chút được không? Tỷ so một chút là được rồi.
Công chúa à, chuyến đi hôm nay có thuận lợi hay không? Ta gặp đệ đệ rồi, sao lại không thuận lợi chứ? Là ta lỡ lời thôi. Xem những thứ hoàng thượng thưởng cho công chúa, chắc là ân sủng vẫn như lúc trước. Mùi này thơm như vậy, như có tác dụng an thần tĩnh khí vậy đó. Mùi thơm này hình như rất quen. Mời công chúa. Công chúa, đi đem lò hương ta bảo ngươi đổ mấy ngày trước đem lại đây. Đi mau lên. Vâng, nô tỳ đi làm ngay. Quá ra thật sự có mùi giống với túi thơm. Trong này rốt cuộc là có nguyên do gì? Là trùng hợp hay là cố ý sắp xếp? Ấu Lam, công chúa. Công chúa, lập tức chuẩn bị nước tắm cho ta. Dân. Trên người A Tỷ lúc nào cũng thơm ngát. Mỗi lần tâm trạng ta không tốt, chỉ cần nhìn thấy A Tỷ là tốt ngay. Người nói. Nói đi. Sao vậy? Muốn giết ai đây? A Tỷ à, ta muốn giết người. Muốn giết ai hả? A Tỷ à, A Tỷ, Tỷ không biết đâu, kẻ này đáng ghét lắm đó. Lần nào học cũng toàn nói ra hành vi thiếu kiểm điểm, sủng hạnh gian ác. Ta không muốn nhìn thấy hắn nữa. A Tỷ à, hôm nay sao Tỷ lại đến đây? Có phải Tỷ thiếu cái gì không? Tỷ nói ta nghe, ta cho Tỷ hết, không cần gì hết. Pháp sư à, nào, chỉ là lâu lắm không được gặp đệ rồi, muốn tới đây xem. Pháp sư, hay là đệ hãy tha cho hắn đi. A Tỷ à, trước kia Tỷ chưa từng quản mấy việc này. Ngẩng đầu lên nào. Tướng mạo của Thẩm Thâm rất là không tệ, còn biết thổi sáo. A Tỷ à, có phải Tỷ thích hắn không? Không nói sớm,
Để hôm nào ta sai hắn đến phủ công chúa của A Tỷ, hầu hạ A Tỷ là được rồi. Được rồi, Pháp Sư. Pháp Sư à, hôm nay đệ gặp A Tỷ, có thấy tâm trạng yên bình hay không? Mùi của A Tỷ vẫn thơm ngát như ngày nào. Thơm quá. A Tỷ là tốt với Pháp Sư nhất. Pháp Sư thích A Tỷ nhất. Nhìn kìa, thiên sư đến rồi đó. Ôi trời ơi, dù có nhìn bao nhiêu lần, phong thái của thiên sư cũng vẫn nổi bật như vậy. Tiếc là ngày ấy chẳng thèm nhìn ta một cái. Bằng không, cô đừng si tâm vọng tưởng nữa. Biết bao cô gái ái mộ thiên sư, ngày ấy đều không hề để mắt. Thôi đừng có nhìn nữa, mau đi đi. Công chúa điện hạ, thái sư lệnh thiên như kính, là truyền nhân của dân Cẩm Sơn, tiên thuật lợi hại vô cùng. Nếu mà công chúa gặp phải giận xui gì đó, có thể mời thiên sư đến đó xua tà. Phen này thiên sư đang xua tà cho một văn phòng ma quấy trong cung. Quá ra là một tên thần côn. Người đừng có nói bừa. Thuật bói toán của thiên sư đại nhân linh nghiệm lắm đó. Ngài ấy nói canh ba đổ mưa thì tuyệt đối không kéo dài đến canh năm. Vậy thì thành thần tiên rồi còn gì. Chính là thần tiên. Thần tiên chốn phàm trần đó. Vậy nếu đã là thần tiên, tại sao trên đời này còn có bách tính khổ cực? Công chúa, làm đến đâu rồi? Ta vừa mới tiếp quản, chỉ có thể miễn cưỡng làm. Nhưng quãng thời gian qua, sự vụ trong phủ bộn bề, dung chỉ lại có thể quản lý đâu ra đó, đủ để thấy sự lợi hại của kẻ này. Áp lực rồi sao? Quan Diễn à, dung chỉ có thể xử lý những việc lặt vặt rất là tốt, quả thực vô cùng lợi hại. Nhưng mà ta nghĩ phương thức quản lý thực sự hiệu quả nên là có quản sự, cũng giống như không có quản sự. Nói vậy là sao? Định ra quy định được thực hiện hiệu quả, tất cả mọi người làm theo quy định. Khi nào dung chỉ không có mặt, tự nhiên sẽ có người khác đứng lên, tất cả mọi người sẽ không vì thế mà loạn hết cả lên. Dung chỉ thông minh như vậy, không phải đến đạo lý này cũng không hiểu đó chứ. Ý công chúa là hắn ta cố ý làm vậy sao? Hắn làm như vậy chẳng qua là muốn cho mọi người cảm thấy phủ công chúa này không có dung chỉ hắn thì không sống được. Cho nên ta muốn ngươi nói cho hắn biết, không có dung chỉ, Quan Diễn ngươi vẫn có thể làm rất tốt. Ngươi không cần buồn thảm như vậy đâu. Ta cũng đâu có bảo ngươi phải lập tức chống lại dung chỉ. Ta chỉ hy vọng ngươi biết được ngươi có đủ thực lực, chỉ là thiếu đi cơ hội mà thôi. Ta nghĩ là dù dung chỉ có bản lĩnh thế nào đi nữa, cũng không thể bằng ngươi hôm đó ở thi hội xuất khẩu thành thơ. Mấy ngày này nhận bàn giao được bao nhiêu rồi? Quá bán. Kho bạc và kho lương đã nằm trong tay của ta cả rồi. Sắp xếp nhân sự cũng vậy. Phòng vệ bình thường vẫn do việc thống lĩnh phụ trách. Dung chỉ gần như đã buông bỏ tất cả công việc. Gần như hương liệu, dược liệu, thượng dược ti, chỉ có ba phần này dung chỉ nói không ai được động tới. Hắn sẽ không giao cho ai hết. Dược liệu và thượng dược ti, chắc là hắn muốn một tay sắp xếp chuyện trị liệu cho Hoa Thác. Còn về hương liệu, cứ giao cho hắn là được rồi. Còn ngươi, cứ quản lý tốt mọi chuyện trước mắt đi. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, ta có việc giao cho ngươi. Được rồi, ngươi đi trước đi. Người nghi ngờ hương liệu của dung chỉ có vấn đề sao? Ngươi qua đây. Ta nói cho ngươi biết, Lưu Tử Nghiệp hình như có bệnh ngầm gì đó, cho nên thỉnh thoảng mới đau đầu dữ dội, sau đó tâm tình rối loạn ra tay giết người. Nhưng mà túi thơm dung chỉ đưa cho ta. Phải, chính là cái này nè. Mùi hương nó tỏa ra có thể lập tức khiến Lưu Tử Nghiệp bình tĩnh lại. Sau đó ta cẩn thận suy nghĩ lại,
Mùi hương này lại giống y như mùi trong lư hương trong phòng của ta. Lúc ta mới vào phủ, ngày ngày đốt hương thấy phiền, nên mới bảo người hầu dẹp nó đi. Cho nên lâu dần, mùi hương trên người ta cũng nhạt đi. Cho nên nghe nói là ta muốn vào cung, Dung chỉ lập tức cho người đưa túi thơm cho ta. Cho thấy hắn biết rất rõ, Sơn Âm công chúa Lưu Sở Ngọc chính là dựa vào mùi hương này lấy được sự tín nhiệm của hoàng thượng. Chuyện này khó tin quá. Người chắc không? Người nghe ta nói hết đã. Mùi hương từ túi thơm chắc chắn sẽ có hạn chế, so với mùi hương ám trên người thì nhạt hơn nhiều. Cho nên Lưu Tử Nghiệp mới phát hiện ra sự khác biệt. Để kiểm tra sự liên quan giữa hai điều này, ta đã đặc biệt dùng phấn thơm sau khi tắm. Kết quả kiểm tra được đúng y như suy đoán của ta. Sơn Âm công chúa đúng là dựa vào mùi hương này khiến cho tâm tình hoàng thượng dịu lại đó. Nếu như suy đoán của người là đúng, vậy thì Sơn Âm công chúa tại sao không trực tiếp đưa hương liệu cho hoàng thượng? Phải đó. Như thế thì cô ấy sẽ không cần thường xuyên vào cung. Hoặc là cô ấy cố ý làm như vậy. Không phải đâu. Sao lại không phải chứ? Chỉ có như vậy, cô ấy mới có thể trở thành người chị hoàng thượng yêu thương nhất, mới có thể có được sự tôn sùng bậc nhất thiên hạ. Công chúa, Diệp Tiệp Phi cầu kiến. Vào đi. Công chúa, xảy ra chuyện rồi. Bái kiến công chúa. Xảy ra chuyện gì? Công chúa, hắn lại uống sai rồi. Người này thích mượn rượu giả đi. Ngài đừng lại gần hắn. Hoa Lang quân, mau trở về đi. Đừng có náo loạn nữa. Cô là người phụ nữ qua cầu rút ván. Sao cô có thể đối xử với Dung Chỉ như vậy? Công chúa à, Hoa Thác thích rượu. Tuy rằng hắn ta thích rượu nhưng tửu lượng thấp, uống là sai, sai là sẽ làm sai. Hoa Thác, ngươi lần nào cũng mượn rượu giả đi, ngươi đủ chưa vậy? Trời ơi, lại đánh nhau rồi. Mặc Hương, ngươi đi. Dân. Diệp Tiệp Phi, ngươi cởi quần áo trước mặt của ta làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, về sau không được lại gần ta trong vòng ba trượng. Nếu không đừng trách kiếm của ta không khách khí với ngươi. Câm miệng, không biết ai đúng ai sai. Nếu tiếp tục làm loạn, ba ngày không được ăn cơm. Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Ta nhớ ngươi tên là Phấn Đại, đúng không nào? Dân, Mạc Lang Quân. Người nói quan lại mà hoàng thượng đưa đến lại bị công chúa thả rồi sao? Chuyện này chúng ta có cần hỏi thử hay không? Kệ đi. Giờ không giống như trước. Công chúa đang đào tạo hoàng diễn. Chúng ta ngồi yên quan sát là được. Nhưng mà mấy năm nay phủ công chúa đều do huynh lo liệu. Dù sao cũng là thuộc về công chúa. Nhưng thế thì không công bằng. Ta đã dạy huynh lâu rồi, sao vẫn không bình tĩnh được vậy chứ?
Ta biết huynh lo cho ta, nhưng không cần thiết đâu. Đợi vết thương của Hoa Thác lành lại, ta sẽ giao hết chuyện trong tay của mình cho Hoàng Diện. Thế cũng được nhẹ người rồi. Buông bỏ thì chứng tỏ ta không quan tâm. Vậy huynh quan tâm điều gì? Làm sao vậy? Vết thương nhỏ thôi. Nó không giống đồ của huynh. Công chúa à, sao công chúa không dẫn theo vài hộ vệ nữa? Chuyện lần trước gặp thích khách vẫn chưa ra rõ, ta quả thật không yên tâm được. Sao hả? Không tự tin về kiếm pháp của mình sao? Cảm thấy không bảo vệ nổi ta nữa sao? Đương nhiên không phải vậy. Nhưng rốt cuộc công chúa định đi đâu? Cái này hình như được đó. Đúng vậy, quả là rất được. Lan Quân đúng là có mắt nhìn. Đây là phấn hoa đào thượng phẩm. Không biết là A Tú của Lưu Gia nhìn thấy thì có thích ta như thế này không? Thích chứ. Người trông trắng trẻo gọn gàng. A Tú của Lưu Gia chắc chắn sẽ thích. Công chúa à, phấn thơm ở đây có tốt cỡ nào thì bị được với hàng tiếng cống sao? Dù công chúa định mua thật thì bảo ông chủ mang đồ tốt tới phủ rồi chọn là xong. Cần gì chạy tới đây chứ? Ta nói chứ một đại nam nhân như ngươi sao có cái miệng như nữ nhân? Ta chỉ muốn tốt cho công chúa thôi mà. Thôi, đợi ta ở ngoài đi. Đừng có làm ta mất hứng nữa. Lan Quân à, ngài cần cái gì? Làm phiền ngươi xem giúp ta. Trong túi thơm này có những hương liệu gì? Được. Lan Quân à, trong đây có những hương gì thì ta đã biết được hơn nữa rồi. Vậy ngài muốn hỏi cái gì ạ? Trong này có thứ nào có độc hay không? Không có. Vậy có thứ nào khiến người ta nảy sinh sự dựa dẫm hay không? Cũng không. Thế này nha, ta giúp cho công chúa viết lại tên cách dùng và tính năng của các hương liệu tìm ra. Tiếc là sau khi hương liệu được nghiền nát, có lẽ là đã được ngâm trong loại thuốc nước nào đó. Bằng không thì ta đã có thể tìm ra hết thảy rồi. Đa tạ. Ngươi bảo là công chúa bị mất túi thơm. Vâng ạ. Công chúa kêu nô tỳ đến nhờ Dung Lan Quân chuẩn bị thêm vài chiếc. Ta hiểu rồi. Đi đi. Còn việc gì khác hay sao? Nô tỳ cáo lui. Công chúa à, Dung Lan Quân gửi đồ đến rồi đây. Mở ra. Công chúa, Dung Lan Quân nhờ nô tỳ chuyển cáo công chúa phương pháp phối hợp và điều chế hương liệu đều nằm trên tấm vải này. Công chúa à, Dung Lan Quân còn nói. Nói cái gì? Ngài ấy nói, dù có là bậc thầy hương liệu cao minh nhất trong thiên hạ này, cũng không thể tìm ra thứ hương liệu cuối cùng. Nếu công chúa muốn kiếm đủ, thì phiền đích thân đi gặp ngài ấy. Láo xược. Nô tỳ có tội, xin công chúa khoan thứ. Người không có tội đâu. Kẻ có tội là kẻ đùa giỡn ta kìa. Dung chỉ. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì đây? Công chúa muốn có công thức thì Dung chỉ sẽ dâng lên công thức. Sao công chúa lại giận vậy chứ? Rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Đang muốn thị uy với ta, nói ngươi đã sớm nhìn thấu ta, hay là tỏ vẻ ngươi rất thông minh? Sao công chúa lại nghĩ ta xấu xa? Sao công chúa không hiểu thành ta đang bày tỏ thiện ý với công chúa? Ta đang lấy lòng công chúa. Vậy sao? Đương nhiên rồi. Công chúa trước kia để ta điều chế hương liệu giúp người tinh thần thư thái. Dùng lâu như vậy, công chúa đều không hỏi ta về phối phương, đều là Dung chỉ điều chế xong mang qua. Nếu như công chúa bây giờ thật sự cần phối phương này, trực tiếp hỏi ta là được rồi. Cần gì phải bò gần tìm xa? Đừng giả vờ giả dịch nữa. Ta tức giận ngươi cho người theo dõi ta. Quá ra là vì cái này sao?
Công chúa, người hiểu lầm rồi. Công chúa xin ta thêm túi hương. Ta liền biết người nhất định muốn lấy đi nghiên cứu. Cần gì phải theo dõi? Nếu như công chúa bây giờ đã không còn tín nhiệm ta nữa, ta dứt khoát tự tay dâng lên Khói Phương điều chế hương liệu, tránh cho công chúa tốn sức. Được rồi, vậy ngươi nói cho ta, thiếu một vị thuốc rốt cuộc là cái gì? Ta muốn hỏi công chúa xin một thứ. Ngươi muốn uy hiếp? Không, là thỉnh cầu thôi. Ngươi muốn cái gì đây? 3 ngày trước, xích chi ngàn năm hoàng thượng tặng cho công chúa. Thương thế của A Thác đã kéo dài mấy năm rồi, cuối cùng đã đợi được một vị thuốc quan trọng. Mong công chúa thành toàn. Nếu như ta không cho thì sao? Xích chi đối với công chúa không là gì cả, nhưng với A Thác chính là vật cứu mạng. Nếu như công chúa khăng khăng không cho, Dung Chỉ cũng đành vậy. Có điều, vậy ta sẽ không cách nào biết hương liệu cuối cùng là gì, đúng không hả? Đây là hương liệu hoàn chỉnh cuối cùng. Công chúa tìm điều hương sư bình thường, hỏi là biết thôi. Ta cố ý bỏ đi hương liệu đó là lo lắng qua tay người khác, Phó Phương sẽ bị lộ ra ngoài, cho nên mới đặc biệt để lại vị đó đích thân đưa cho công chúa. Công chúa, ta phải nhắc nhở người, đừng để bất cứ ai biết phương pháp điều chế hương liệu. Bằng không, ưu thế của người ở trước mặt hoàng thượng sẽ không còn đâu. Ta có thể cho người thứ người muốn, nhưng người phải hứa thay ta hoàn thành 3 việc. Thế nào hả? Công chúa còn gì căn dặn không? Đợi ta nghĩ ra rồi sẽ nói với ngươi. Cứ nhớ trước đã là được. Vâng. Áo Lam phạm phải lỗi sai lớn như vậy, cứ dễ dàng cho qua như vậy sao? Vậy ngươi nói nên làm thế nào đây? Đánh chết. Lôi cô ta đến nơi đông người, dùng trượng hình, đừng có một gậy đánh chết. Phải từ từ, để mọi người đều nhìn thấy. Như vậy thì mới có thể thể hiện quyền uy của công chúa. Nhưng cô ấy vì ngươi mới cố ý giấu giếm. Quy định là quy định, tình người là tình người. Nếu như vì tình người mà làm hỏng quy định, vậy thì thế đạo sẽ loạn mất. Việc này tự ta có quyết định. Đợi ta nghĩ xong 3 việc rồi sẽ lại đến. Cười, cười đi nào. Vui vẻ lên, cười đi. Nhanh lên. Bệ hạ, sao người không nhìn thiếp múa vậy chứ? Xấu xí. Cút đi. Toàn là lũ xấu xí. Đám vô dụng các ngươi lại khiến bệ hạ không vui rồi kìa. Cút hết ra ngoài. Cút hết ra ngoài đi. Bệ hạ, nô tài đi đổi một đám mỹ nhân khác để họ chơi cùng người nha. Không cần đâu. Ta không cần, ta không cần. Ta muốn A Tỷ. Ta muốn A Tỷ. Ta muốn A Tỷ nhập cung. Nô tài sẽ đi gọi bây giờ. Đi gọi bây giờ. Đợi đã. A Tỷ đang sinh bệnh, sao có thể đi lại lung tung được. Thôi vậy. Lợn đâu? Lợn. Lợn. Có. Hai con lợn đó vừa đúng lúc nuôi béo, đến lúc giết thịt rồi ạ. Nô tài đi chuẩn bị đây. Ngươi còn ngồi được hay sao hả? Trên đầu của chúng ta đang treo một thanh đao kìa, lúc nào cũng có thể rơi xuống.
chúng ta thì làm được cái gì chứ? Việc duy nhất bây giờ chúng ta có thể làm là nhẫn nại. Nhẫn nại. Nếu như nhẫn nại có thể giải quyết sự gì thì tốt rồi. Ngươi xem đi, đây là cái gì? Nước thiêu đó, cho lợn ăn đó. Lưu Tử Nghiệp này thực sự coi chúng ta như lợn mà nuôi rồi. Thập Tam bây giờ còn đang bị giam trong chuồng. Lưu Tử Nghiệp đó nếu hôm nào đó hắn không vui, chúng ta có thể trở thành món ăn trên bàn người khác bất kỳ lúc nào. Không được, ta phải tự cứu. Tự cứu cái gì? Chúng ta đều đã bị nhốt qua đây rồi. Chúng ta làm sao tự cứu đây? Để giữ sức đi. Vậy chúng ta cũng không thể ngồi chờ mãi ở đây được đâu. Chẳng lẽ để thanh đao đó chém tan xác chúng ta sao? Người đâu? Người đâu? Hoàng thượng có chỉ, truyền Tương Đông Dương Lưu Úc, Kiến An Dương Lưu Hưu Nhân, Kiến Giá tìm bọn ta. Hoa Công Công à, Hoàng thượng gọi gấp bọn ta đến là có chuyện gì gấp hay sao? Cái này thì nô tài cũng không biết nữa. Hai vị Dương gia, mời. Đừng có lôi thôi. Tham kiến bệ hạ. Tham kiến bệ hạ. Trư Dương, ngươi lại béo lên rồi sao? Bệ hạ, con heo này chưa có nuôi béo, vẫn chưa đến lúc ra chuồng đâu ạ. Trư Dương à, ngươi càng ngày càng thú vị rồi đó. Dân dân dân. Xem ra A Tỷ nói không sai, giữ lại ngươi thêm vài ngày càng thú vị hơn. Dân dân càng vui lắm đúng không? Vui vui lắm ạ. Lưu Tử Nghiệp, ngươi vừa đăng cơ liền dội vàng giết chết huynh đệ ruột của mình. Bây giờ với các thúc thúc của ngươi sỉ nhục đủ điều, hận không thể giết họ nhanh hơn chút. Rốt cuộc bọn ta đã làm sai điều gì mà ngươi đối xử với bọn ta như heo như chó? Ngươi đừng có quên, đây là thiên hạ của nhà họ Lưu, không phải của một mình Lưu Tử Nghiệp ngươi đâu. Ngươi cứ cốt nhục tương tàn như vậy tung hoành ngang dọc, khiến người trong thiên hạ không yên ổn rồi. Ngươi nói lại lần nữa xem. Thập nhị đệ à, đệ không thể nói chuyện với bệ hạ như vậy đâu. Hắn giam cầm thúc thúc ruột của hắn trong hoàng cung, không ngừng ngày ngày sỉ nhục. Trên thiên hạ làm gì có người vua nào ngông cuồng như hắn chứ? Người không nói ta còn không biết đó chứ. Người bất mãn với ta nhiều như vậy sao? Mùi gì vậy? Bệ hạ, ngài xem nè. Bệ hạ à, Trư Dương, ngươi sợ tè ra quần rồi hả? Tình nhát gan nhà ngươi, làm sao có mặt mũi ra ngoài nói ngươi là con cháu nhà họ Lưu được chứ? Ta thật sự nhịn hết nổi rồi. Bệ hạ, ta đáng chết, đáng chết. Ta đáng chết, đáng chết. Ta đáng chết. Cút, cút đi, đừng làm bẩn chỗ của ta. Ta cút, ta cút, ta cút đây. Ta cút đây. Ta cút ngay đây. Được rồi, đợi Trư Dương sau khi giải quyết xong chuyện lớn, hai các ngươi cùng nhau lên dĩ nướng đi nào. Ta lại rất muốn nhìn xem hoàng thúc ngươi lúc ở trong lửa nóng có thể kiên cường giống bây giờ hay không. Công chúa, công chúa à,
Chuyện gì vậy? Trong cung truyền tin tức đến, hoàng thượng muốn giết Tương Đông Dương Lưu Dực và khiến An Dương Lưu hôn nhân. Người nhanh nghĩ cách cứu người đi, ta vào cung. Không được, ta không thể đi. Vì sao? Ta cứu được một lần, nhưng ta không thể cứu cả đời. Vậy thì để cho hôn quân kia giết họ sao? Nhưng các chủ từng nói, bây giờ phía đông các quận đại hán có nơi một thăng gạo, thậm chí bán mấy trăm tiền, người chết đói đầy đất. Trong lòng sĩ tộc sinh ra bất mãn, tiếng oán của bách tính đầy đường. Phải, bách tính thiên hạ quả thật cần quân chủ mới, nhưng mà không phải ai cũng có thể làm hoàng thượng tốt. Vậy người định làm thế nào đây? Nếu mà lần này họ không có cách thành công vượt qua nguy cơ, liền chứng minh họ không có năng lực lật đổ bạo quân, tiến hành tân chính. Nhưng mà đợi xem đi nào. Bệ hạ, Tương Đông Dương ngày ấy rơi vào hố xí rồi ạ. Tham kiến bệ hạ. Đang tắm rửa. Bệ hạ, người nhìn đi, cẩn thận đó. Trư Dương à, ngươi làm cái gì vậy? Làm gì vậy? Ngươi điên rồi hả? Bệ hạ, thần nghe người nói Trư Dương này vào cung không mang theo gì, chỉ mang theo ngũ thạch tán. Người xem dáng vẻ của hắn nè, chính là ăn nhiều ngũ thạch tán rồi. Trước kia hắn gặp ta ăn thuốc rồi. Hắn đây là tăng thêm can đảm cho bản thân. Vì vậy mà hắn vì ăn thuốc rồi mới quên hết rồi. Không phải sao? Bệ hạ đều chưa nhìn thấy, lúc nãy ở trong hố xí đạp nước còn vui hơn. Trư Dương à, qua đây nào. Thú vị thật đó. Người đâu? Đưa hắn về cho tỉnh thuốc. Dân ạ, tắm sạch đó. Thiên sư à, vì sao lúc nãy người muốn chỉ điểm cho Trư Dương, giúp hắn thoát được sự giết hại của hoàng thượng? Tất cả đều là lẽ trời, ta chỉ là nghe theo trời mà thôi. Con không có hiểu. Rất nhanh sẽ hiểu. Công chúa à, không sao rồi. Tạm thời không sao rồi. Hoàng thượng cho rằng Tương Đông Dương Lưu Dực ăn nhiều ngũ thạch tán, hành vi điên cuồng nực cười, tha chết cho hắn. Xem như hắn thông minh, nhưng trốn thoát được lần này cũng đâu có thể trốn được lần sau. Hoàng thượng này thường nghĩ ra cách sỉ nhục người khác, tôi sợ họ chịu không nổi đâu. Các chủ lệnh cho người mau chóng giết chết bạo quân để chấn chỉnh triều cương. Ngươi yên tâm đi, ta đã có kế hoạch rồi. Nói ra nghe thử. Nếu trong cung đã không thể ra tay, vậy chúng ta có thể dụ hôn quân ra ngoài, dụ hắn xuất cung. Đợi hắn xuất cung rồi, chúng ta nhân cơ hội ra tay, diệt trừ hậu quả. Được rồi, tôi đi sắp xếp ngay đây.